Thời điểm hiện tại thì vé tàu các trạng cao điểm dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đã gần như hết vé, nhằm phục vụ người dân đi lại về quê, thăm người thân, du lịch. Ngoài 12 đôi tàu chạy thường xuyên, ngành đường sắt sẽ tiếp tục vào chạy thêm khoảng 32 chuyến tàu tăng cường tại khu vực phía Bắc. Theo đó, từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024, tăng cường 4 chuyến tàu tuyến Hà Nội Đồng Hới, 20 chuyến tàu Hà Nội Vinh, 3 chuyến tàu Hà Nội Thanh Hóa, 5 chuyến tàu Hà Nội Hải Phòng. Tổng số vé cung cấp trên các mác tàu thống nhất địa phương khoảng trên 100.000 vé. Giá vé tàu dịp này tăng nhẹ từ 2 đến 6% so với năm 2023, tùy từng tàu và khu đoạn. Đến nay, gần 52.000 vé đã được bán thành công, đạt khoảng 53% số lượng vé cung cấp. Cụ thể, đối với tàu chạy các ngày 26-27 tháng 4, gần như đã hết vé trên các chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Hà Nội đi các ga. Chỉ còn vé từ ga Sài Gòn đi Nha Trang các ngày 27-28 tháng 4, tàu từ ga Sài Gòn đi Phan Thiết hết vé, nhưng vé từ ga Sài Gòn đi các tuyến khác vẫn còn. Với các ngày khác, hiện còn vé đi tất cả các ga.